bà già ơi, bà già. Đó, bà già đó, đó đúng rồi đó, bà già, bà gì gì đó. Bà già bà nói sao? Bà già bà nói sao? Trời chị giống em bé Hoàng Thanh đỏ với ta mà này không, cái này là em bé là trời giống giống ăn ơi người người đã rõ. Không, không cho bà già. À cũng muốn là bà già chứ không muốn là em bé Hoàng Thanh đỏ hả? Em bé Hoàng Thanh đỏ dễ thương hơn bà già. Bà già là vậy đó, còn em bé Hoàng Thanh đỏ dễ thương. Trời muốn làm bà già thấy ghê không? Ôi bà già có hung nữa hả? Ừ, bà già có e thẹn không? Có luôn hả? Rồi bà già có ăn kẹo không? Không, bà già rụng răng hết đâu ăn kẹo đâu. Chỉ có em bé Hoàng Khăn Đỏ mới ăn kẹo thôi. Vậy con muốn làm em bé Hoàng Khăn Đỏ hay là con muốn làm bà già? Làm bà già hả? Trời ơi bà già quấn khăn lên đắp mền luôn. Hỏi cô chú thấy con có dễ thương không? Dạ. Ôi dạ, à, nó tự có luôn, nó rồi nó có dễ thương luôn. Rồi, rồi bà già đang nằm vậy đó hả? Bà già có ho không? Ho thử nghe coi. Ôi trời ơi bà già ho vậy đó. Ôi trời ơi bà già, sao bà già ho vậy? Bà già có khát nước không? Daddy, can Jady have some water please? Bà già want to drink some water. She's coughing. Rồi, ngon không bà già? Rồi bây giờ bà già muốn gì nữa? Ăn kẹo, ăn kẹo. Ủa, bà già muốn ăn kẹo à? Trời ơi, chưa có thấy bà già nào mà đòi ăn kẹo ý với cái bà già này. Ăn kẹo, ăn kẹo. Không, không có được ăn kẹo, bà già là răng rụng hết rồi, không có được ăn kẹo. Sao vậy, sao bà già ho vậy bà già? Ôi trời, 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 sao ho vậy? Bà già ơi, sao bà già ho vậy? Bà già muốn gì? Bà già muốn gì bà già? Bà già muốn nước hả? Cú 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 cú. Đó, cô chú thấy nó xạo vậy, dễ sợ chưa cô chú? Phải để mắt ra bà già, phải để mắt ra cô chú mới thấy chứ. Bà già trùm chú dễ sợ thấy nổi. Cười cái cây, bà già cười cái thân thiện rồi. Cười nhăn răng ra, được rồi. Cười đưa số 1 lên luôn, đưa số 1 lên luôn. Đúng rồi bà già number one. Phải không? Ừ đúng rồi bà già number one. Còn em bé là sao? Em bé hóc là sao? Em bé hóc vậy hả? Ôi trời ơi em bé hóc. Ôi em bé đừng hóc, em bé đừng hóc. Ừ. Rồi bây giờ con kể cho cô chú nghe chuyện bà già bắt con nít đi. Không, trốn hả? Rồi giờ bà già bà trốn mà cô chú ơi. Rồi bà già trốn mất tiêu rồi. Bà già xuất hiện rồi. À, đợt, bà già không có la. Bà già không có la, bà già là phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh đàng hoàng thì con nít nó mới sợ. Oh God bless you. Bệnh miệng lại, khi mà mình hát suy là mình phải bệnh miệng lại. Đúng rồi. Không bà già đâu có nhảy được, bà già là già lắm, không biết không có nhảy cái kiểu đó được đâu. Bà già phải đi từ từ đi từ, hiểu không? Không hả? Không hiểu hả? Trời ơi bà già, con bà già bà nhảy kìa. Không mến này, không già mến này. Bà già có khuôn mặt trẻ thơ. Bà già ngồi xuống hỏi bà già cái này coi, bà già uống cái gì mà sao bà già trẻ dữ? Bà già uống gì vậy? Uống gì vậy? Lại lấy gì vậy? À bà già ăn cherry nên bà già trẻ vậy hả bà già? À bây giờ mới biết được bí kíp của bà già. Bí kíp để trẻ mãi không già là ăn cherry. Bây giờ mày lấy cherry ra mày bỏ vô cái dĩa chay nha. Ủa muốn ăn con cái ta hả? Ăn cherry là phải ngồi xuống đàng hoàng. Elsa đó. I'll show you. Ăn cherry là phải ngồi xuống đàng hoàng, đúng không? Coi chừng ăn dính đồ, dính đạt đồ tùm lum nữa. Bây giờ mày lấy cái dĩa bỏ cherry vô cho chay nha. Dạ đi con. Ăn sao chay? Ăn.
Oh, it's okay. No. Daddy, can you fix it for her? What's that? It's falling. So she wanna take it off. Here. You gotta fix it. Đau, nhẹ nhẹ thôi, đau. Đừng pull it. Đừng có con, đừng. Chay, mua phẹt đâu, Mua phẹt đâu, đằng sau lưng con có mua phẹt bự kìa. Đằng sau lưng của chay có mua phẹt bự kìa. Đúng rồi. Hả? Mô phẹt nhỏ, đúng rồi, mô phẹt nhỏ. Mô phẹt bự đâu? Con có lại mô phẹt chưa? Chắp tay lại. Chắp tay lại, đúng rồi. Đúng rồi, mô phẹt màu gì á? Gì mô phẹt màu phính? Phẹt màu hồng gì? Màu gì? Màu hồng. Màu vàng. À, chay bây giờ là đi ra tắm với bạn mới nè cô chú ơi. Cuối tuần nên là nhiều bạn tới lắm. À, bạn mới đó. Bạn mới đây tên là Stevie hay gì. Đó, con làm y chang bạn nghe chay. Wow, bạn đó 3 tuổi mà giỏi dễ sợ không? Không biết con ta có học bơi không mà con ta giỏi ghê cho con bả không học. Bả có học bơi mà bả sợ bả đứng ở ngoài không à? Ở trong không à? Có được quá không? Is she on a swim class? No, wow, she's so good. Mai is on a swim class, but look at her. She's so scared. Ờ, con nó dạng đi cho nó không học bơi mà sao nó biết bơi hay trời, lớn hơn chay có mấy tháng hả? Còn bà chay học bơi chi cho tốn tiền, tốn bạc, tốn của, tốn cả không biết bao nhiêu, hồi từ 4 tháng tới giờ 2 năm mấy học bơi rồi bây giờ không dám bơi coi được không? Quá. Coi được quá không? Trời đất ơi. JD, learn from her. Look how she swim. Bởi vậy cho học tốn tiền, tốn bạc. Bơi không bằng người ta không học bơi nữa. Trời ơi, bạn giỏi ghê chưa? Good job. Đó, thấy chưa? Phải cho nó chơi với mấy người mà dạng vậy nó mới học theo, nó mới dạng nổi. Chứ còn mà nhút nhút nhát nhát là chịu thua. Đúng rồi, ra xa chút nữa. See, look what she does. Do the same thing. Chán bởi dễ sợ thiệt chứ. Thôi rồi con kìa. Thôi con cái chị kia kìa, cái gì không? Trời ơi. Coi kìa, trời ơi, con người ta lanh ghê chưa. Chay này nhìn thấy bà gầu dễ sợ. Đâu ạ? À? Ờ, người ta người ta bơi dưới nước còn bà chạy lên bờ. Đó, bà chạy lên bờ bà đi. Bà chơi chiêu chắc cú mà. Bà muốn lại gần ta bà không có đi dưới nước. Bà lên bờ bà chạy lại. Có được không? Trời ơi, thấy kìa. Thấy người ta mà thấy mắc cỡ luôn. Đừng có phe nha. Đừng có phe là tôi có học bơi nha. Học bơi đừng có phe, học bơi. Tôi học bơi hơn 2 năm. Mắc cỡ lắm. Trời ơi, she's so good. JD, learn from her. Đúng rồi. Trời ơi, người ta bơi còn bả bò. Bả lấy cái tay bả bò dưới cát, có được không? Đó, bả đã coi bả kìa. Thôi, chịu hết nổi rồi, thấy không? Trời đó. À, khi đứa là cái này là cô chú phải chụp cái tấm hình lại và ghi cái cáp là gì đó, cái bạn này là học bơi bơi không học bơi không tốn đồng bạc nào, còn bạn này là học bơi tốn quá trời tiền mà chị vẫn chưa biết bơi.
đó, coi đó, con ta bơi còn bỏ ba bò theo coi được không. Thôi kệ, ừ mà tao kệ đi, vậy đi thay vậy đi nó cũng còn đỡ hơn. Hồi bữa là không có con bé này nó đâu có dám làm vậy, về nó cứ bơi chút xíu. Ừ mắc cỡ, ơi ừ, mắc cỡ dễ sợ thiệt. Trời ơi đó, người ta bơi còn bả là cái tướng bơi của bà, cái tướng mà mò cua bắt ốc. Đúng là cái tướng mò cua bắt ốc luôn á, mò như bắt cá bắt tôm vậy dưới. Đó cả bà có bà đưa đít lên. Trời đất ơi. Nhát, coi chơi xạo vậy chứ nhát lắm. Trời con bé không, con bé đó mà không kêu nó là nó bơi ra xa luôn. Bé nó gàn ghê. Chị tính ra giang hồ Michigan này là không làm gì hết đó. Giang hồ này là giang hồ vui, đúng không? Cô chú có biết giang hồ vui không? Giang hồ chứ vui. Làm ăn được gì đó. Còn ta ở xóm khác tới đó. Rồi, giang hồ Michigan đâu làm gì được. Giang hồ xóm cũ là bơi với dịch chi đồ đó tùm lum mấy chú ha. Bà đứng ở trong là bà đâu dám đi ra. Đấy, bà đứng con ta đi ra xa kìa, con ta với bà kìa đó. Một khoảng cách quá xa rồi. Cho nghỉ học bơi, không cho nữa. Mắc cỡ quá. Trời ơi, quá cái đầu không dám ra xa luôn. Yeah. Thôi rồi, con ta còn quay vòng vòng nữa, còn bà đứng ở trong. Bà nói mày đi ra đi, tao ngồi đây. Kệ mày, mày muốn phải thích thể hiện thì mày cứ thể hiện, với tao ngồi đây cho chắc cú. Ý bà là vậy đó. Lạnh hả? Chị đi, are you cold? Gì? Why, are you cold? You want... Có lạnh đâu, đừng có xạo chị ơi. Nóng thấy bà, trong xạo không. À, bởi vì phải con bé này mà nó ở trong xóm này khỏe biết mấy trời chứ. Coi người ta bơi còn bả. À, uống nước. bắt chước rồi, uống nước rồi. It's okay. Trời ơi, còn con bà đó kìa. Đi ra đi con, đi ra với bạn đi con. Đi ra với bạn đi. Hey Stevie, you're all far enough. Come on in, folks. Không công nhận con bé đó, công nhận nó dạng thiệt, có lý á. Khi mà ở cùng trong xóm này cho chơi miết cho dạng giống nhau trời. Khổ ghê. Bé này ở đâu á, nó ở đâu á. Trời ơi, lần đầu tiên thấy nó luôn á. Chay, go out there. Go out there with her. God bless you. Bành thì nhát gan. Trời ơi, coi con ra kìa. Bà đứng đó, bà còn con này đứng đây tạt nước thôi à. Stevie, come on, you're not going over there. Ông ngoại của nó kêu thế nhưng ông ngoại hay ông nội gì nó kêu nó vô. Chay khỏe ru, khỏi cần kêu vô, tại vì đâu có ra đâu kêu vô. Trời ơi thôi. Đi ra xa xa chút nữa đi con. Đi ra xa xa chút nữa, đi ra đi con. Đi ra đi, có mẹ đây không có sao đâu, đi. Đi ra với bạn kìa, lẹ lên. Đi ra với bạn đi. Come on out there. Chị vô sau chị đứng chị chắc cú. Trời đếm đi nhảy xuống mà nhảy còn xém té nữa. Có bắt chứ con tay nhảy đó. No, you're not going out there, Stevie. Nó đòi đi ra tuốt mà chia với lại mấy chị của nó ơi, thưa coi thấy không. Không nhận có mấy hai đứa kia là chị nó đó, đòi ra ngoài kia đó. Chay khỏi cần lo, chay là bởi vậy cô chú mà sợ chay mà leo đồ té này kia khỏi lo, nói là nó lo cho bản thân nó trước. Khỏi ai lo nữa. Cô chú cứ hở cái hả, canh chay. Đừng cho chay ra xa. Nó là nó tự canh đó. Giờ có cho nó cũng đi luôn.
có năn nỉ lại lục ỉ ơi rồi nó cũng đi. Nó là chắc cứu nhất, là nó là bảo vệ sinh mạng của nó, là nó tự làm đó. Nó đi theo con ta, con ta đi lên cũng đi theo, đi lên luôn.